PTSD là bệnh gì, dối loạn căng thẳng sau chấn thương PTSD là tình trạng tâm thần không ổn định bao gồm khủng hoảng, hồi hộp trầm cảm do chấn động lớn xảy ra trong quá khứ gây ra, sẽ rất khó khăn để ai đó có thể vượt qua được những chuyện đau buồn. một số người hình thành những dối loạn căng thẳng sau chấn thương do ảnh hưởng của tai nạn mất người thân hay chiến tranh. bệnh nhân thường suy nghĩ nhiều về những ký ức đau buồn và làm ảnh hưởng đến cuộc sống của họ, mặc dù sẽ rất khó để bản thân có thể vượt qua được những thay đổi bất ngờ, nhưng vẫn có một số cách giúp bạn cảm thấy tốt hơn hơn. Các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh rối loạn căng thẳng sau chấn thương thường gặp là luôn suy nghĩ về các sự kiện gây ra rối loạn căng thẳng sau chấn thương, khi mắc bệnh, bạn liên tục hồi tưởng ảo giác và có ác mộng với những ký ức đau đớn, cách biệt với xã hội, bạn không muốn gặp người khác, tránh tiếp xúc những người, địa điểm, suy nghĩ và tình huống có thể gợi nhớ về những ký ức đau khổ, hậu quả đó là bạn sẽ bị cách biệt với gia đình và bạn bè, cũng như mất hứng thú trong các hoạt động mà mình từng yêu thích, có những cảm xúc mãnh liệt hơn trước đây, nghĩa là bạn có thể cảm thấy khó chịu nhiều hơn chán nản hoặc thay đổi tâm trạng thường xuyên và không dự đoán được gặp khó khăn trong việc đồng cảm hay chia sẻ cảm xúc tình cảm với những người khác hoặc cảm thấy thất thường và hay giật mình gặp vấn đề về tập trung hay khó ngủ có các triệu chứng như tăng huyết áp và nhịp tim nhịp thở nhanh căng cơ buồn nôn và tiêu chảy